sẽ mất bao lâu để tôi giàu có? Khi mà Diễm đi nghiên cứu những cái người thành công và giàu có nhất trên thế giới cũng như những cái người không thành công và giàu có thì Diễm nhận thấy rằng những cái người thành công và giàu có thì họ rất là ít liên quan tới gia cảnh, tới hoàn cảnh, tới học vấn, tới quốc tịch, tới những cái phương tiện đầu tư hay là vốn liếng khi họ bắt đầu. Thay vào đó thì nó liên quan nhiều đến cái cách mà họ suy nghĩ. Thực tế thì hết 80% cái lý do cho cái thành công của những cái người này là nó nằm ở cái phần tư duy của họ. Có lẽ đây không phải là những cái gì mà các anh chị muốn nghe đúng không ạ? Các anh chị đang muốn Diễm hướng dẫn cho các anh chị rằng là bây giờ tôi phải đầu tư như chỗ nào để tôi có thể giàu có, tôi có thể kinh doanh cái gì, tôi có thể làm công việc gì để tôi có thể giàu có. Nhưng sự thật các anh chị, đó là khi mà các anh chị có một cái bộ tư duy gốc rễ của những người triệu phú thì các anh chị sẽ có cái kết quả bên ngoài là một triệu phú. Nếu như Diễm cho các anh chị hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất là có một ai đó cho bạn 1 triệu đô la đâu mà, hoặc là họ sẽ hướng dẫn cho bạn một cái bộ suy nghĩ của một người triệu phú, thì bạn sẽ lựa chọn cái điều gì đây? Lựa chọn thứ nhất hay là lựa chọn thứ hai? Sẽ có rất là nhiều người họ sẽ lựa chọn là 1 triệu đô. Nhưng mà bạn cần nên biết rằng, bạn hãy hỏi chính mình, vậy thì cái sự lựa chọn của bạn là cái gì? Thế giới chỉ thật sự thay đổi khi mà bạn thay đổi. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc tạo ra hành động tạo ra kết quả. Cái gốc rễ là nó đến từ cái suy nghĩ. Nếu như mà bạn không có suy nghĩ của 1 triệu phú thì bạn không thể nào có được cái tổng tài sản là 1 triệu đô cả. Nếu như có một ai đó trúng số, bao nhiêu số, những số các anh chị đã thấy rất là nhiều người trúng xổ số, và sau 5 năm tiếp theo những cái số tiền mà họ trúng xổ số nó lại quay về cái số 0 hoặc là số âm. Đơn giản thôi, đó là tại vì họ có một cái khoản tiền lớn nhưng họ không có cái tư duy của những cái người thành công và giàu có. Họ không biết cách giữ tiền, họ không biết cách nhân giống đồng tiền, và vì thế cái kết quả nó quay lại bằng không. Nên nếu như có một sự lựa chọn giữa 1 triệu đô và có một cái suy nghĩ cái triệu phú, hãy lựa chọn cái suy nghĩ triệu phú. Vì khi mà bạn có suy nghĩ triệu phú, bạn có thể tạo ra hàng triệu đô la, hàng triệu đô la và hàng triệu đô la hơn nữa. Và đó là sự lựa chọn của bạn. Kiếm tiền có nghĩa là bạn đạt được cái sự giàu có thông qua hoặc là tỷ lệ thuận với cái sự nỗ lực hoặc là chăm chỉ của bạn. Thay vào đó, Diệm sẽ cho các bạn thấy rằng tại sao người giàu họ ngày càng giàu lên, và bên cạnh cái sự chăm chỉ thì họ còn có những cái yếu tố khác. Người giàu thì ngày càng giàu lên như thế nào, họ có những cái yếu tố gì? Thứ nhất là cái mà Diễm vừa nói, đó là cái tư duy của họ. Khi mà các anh chị có những cái suy nghĩ của 1 triệu phú, nó sẽ sinh ra cho mình những cái cảm xúc, sẽ sinh ra mình những cái hành động và giúp cho chúng ta có được cái kết quả là 1 triệu đô. Và cái yếu tố thứ hai đó là thái độ của những cái người thành công và giàu có. Người giàu thì họ làm những cái việc nhất định theo một cách nhất định, họ có những cái thói quen thói quen giàu có, họ có những cái thói quen tốt. Động lực chỉ là thứ giúp chúng ta khởi đầu thôi, nhưng mà những cái thói quen tốt mới giúp cho chúng ta tạo ra cái kết quả. Thì chúng ta còn phải biết được vậy thì người giàu có những cái thói quen gì, và cái thứ ba đó là kiến thức của những cái người giàu. Người giàu họ thông thạo về tài chính, nhờ thế họ luôn ở cái vị thế có thể thu hút được sự giàu có. Vậy thì các anh chị có mong muốn một cái người thành công và giàu có họ có những cái tư duy gì, họ có những cái thói quen gì, họ có những cái kiến thức gì không? Xin chúc mừng tất cả các anh chị ngày hôm nay đã xem video này. Diễm đang có cái chương trình 14 ngày khai mở trí tuệ giàu có. Trong cái chương trình 14 ngày này sẽ giúp cho các anh chị có được những cái tư duy của người thành công và giàu có được những cái thói quen của họ và có được những cái kiến thức để giúp cho các anh chị có thể đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống. Chương trình này là chương trình tri ân miễn phí cho cộng đồng, số lượng có hạn, nên nếu mà anh chị nào muốn tham dự chương trình này hãy tham gia vào cái nhóm học tập Zalo của Diễm, để cùng nhau chúng ta sẽ trải qua cái khóa huấn luyện 14 ngày khai mở trí tuệ giàu có.